Câu 176 đến câu 180. Bài này gồm có hai bài đọc. Bài đọc thứ nhất là một cái notice, một cái thông báo ha. Bài đọc thứ hai là một cái email. Câu 176. According to the notice, theo như cái thông báo là bài số 1 nè. Thì tại sao một số cái objects, cái đồ vật á, bị chuyển sang cái tầng thứ 3? Ok, vậy từ khóa là từ nào vậy em? Objects và the third floor phải nào? Đó là đáp án trước nha câu A. To prepare, để chuẩn bị cho cái tòa nhà, cho một cái exhibit, một cái buổi triển lãm đặc biệt. Câu B, để protect, để bảo vệ chúng, là bảo vệ những cái món đồ đó khỏi cái sự hư hại, tổn hại, potential, tiềm tàng, có nghĩa là có khả năng xảy ra ha. Câu C, to restore, để mà khôi phục lại cái những cái màu sắc ban đầu của chúng. Câu D, để respond to, để phản hồi lại một cái sự sút giảm, giảm sút trong cái ngành du lịch. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò từ khóa xem object và the first floor nằm ở vị trí nào trong bài số 1 nha. Dòng thứ ba có từ objects phải không nào? Gần đó có từ the third floor không em? Đây có luôn. Vậy chúng ta đọc nhanh câu này nha. To protect, để bảo vệ những cái món đồ trong bộ sưu tập của chúng tôi. Trong suốt cái renovation, cái kỳ tân trang á, thì chúng tôi đã di chuyển nhiều cái trong số chúng đến cái room, là cái phòng storage, là lưu trữ, cất giữ ở tầng thứ ba. Vậy mục đích của việc mà chuyển chúng đến cái tầng số 3 là làm gì vậy em? Để bảo vệ chúng trong cái quá trình tân trang phải không nào? Bây giờ chúng ta sẽ xem đáp án là câu nào nha. Câu nào phù hợp? Câu B phải không nào? Để bảo vệ chúng khỏi những cái sự tổn hại, hư hại, tiềm tàng có thể xảy ra phải không nào? Bởi vì trong quá trình tân trang á thì có thể là làm hại đến chúng ha, làm hư đến chúng được không nào? Vậy đáp án chính xác sẽ là câu B. Câu 177. Mr. Lin sẽ discuss, thảo luận cái điều gì với lại cái bang trustees? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Mr. Lin discuss và board of trustees phải không nào? Đáp án trước nha câu A. Những cái hoạt động gì thì sẽ take place, diễn ra tại một cái sự kiện? Câu B. How to, làm thế nào, làm cách nào á để mà cải thiện được cái newsletter, cái bản tin. Câu C, khi nào thì cái operation, cái sự hoạt động sẽ trở lại, resume trở lại. Câu D, những cái artifacts thì nên được display, trưng bày ở đâu. Chúng ta cùng dò từ khóa nha. Mr. Lin discuss board of trustees form nào. Mình dò tiếp bài số 1 nha. Ngay dòng đầu tiên của đoạn số 2 có từ Lin nè. Rồi có gì nữa? Có trustee luôn nè. Mình cùng đọc cái câu này nha. Next week, vào tuần tới đó, thì giám đốc của viện bảo tàng tên là Ken Lin sẽ meet with, gặp gỡ, bàn bạc với lại cái bang trustee và decide, quyết định về cái ngày reopening, mở cửa lại của chúng tôi. Vậy đáp án là câu gì đánh được liền vậy em? Câu C phải không nào? Cái operation, cái sự hoạt động sẽ resume trở lại khi nào ha? Trở lại khi nào? Có nghĩa là reopening, mở cửa lại vào cái ngày nào, được không nào? Ok, đáp án là câu C ha. Câu 178, what is mentioned, điều gì được đề cập về Miss Smith? Vậy từ khóa chính là Miss Smith, đáp án trước nha câu A. Bảy làm tình nguyện viên tại một cái bảo tàng địa phương. Câu B, bảy thì đang giám sát một cái dự án tân trang. Câu C, bảy thì phục vụ làm việc ở một cái committee, là ủy ban chính phủ. Câu D, bảy đã lên kế hoạch cho một cái outing. Out là đi ra ngoài. Vậy thì outing có nghĩa là một cái buổi đi chơi ha, cho senior citizens, công dân lớn tuổi. Chúng ta sẽ cùng dò xem Miss Smith ở bài số mấy nha em. Bài số 1 có Miss Smith không nào? Không có phải không? Rồi tiếp bài số 2 luôn nha. Ok, bài số 2 có Miss Smith nè em. Bảy là người nhận cái email phải không nào? Chúng ta cùng dịch cái góc bài này nha. My records, cái hồ sơ của tôi á, đã chỉ ra rằng bạn chính là ai em? Bạn chính là bà Smith ha, đã lên kế hoạch, lên lịch trình để mà đi đến thăm cái bảo tàng này nè vào thứ ba tuần tới, cho một cái nhóm senior citizen, công dân lớn tuổi từ cái chỗ này. Ok, vậy đáp án là câu gì vậy em? Đáp án là câu đi phải không nào? Bảy đã lên kế hoạch cho một cái chuyến đi chơi, chuyến đi tham quan cho công dân lớn tuổi, đúng rồi phải không nào? Chuyến đi tham quan đó là đến cái bảo tàng ha. Đáp án là câu đi. Câu 179, what does Mr. Lin, ông Lin á, thì recommend, đề xuất, đề nghị hay là giới thiệu cái điều gì? Vậy từ khóa chính là Mr. Lin và recommend, là bán trước nha em. Coi, visiting, đến một cái site, một cái nơi, địa điểm được vận hành bởi cái organization, cái tổ chức du lịch này nè. Ok, câu B, cancel, hủy một cái buổi hội thảo tại Sunshine Heights. Câu C, thay đổi cái ngày, lịch hẹn cá nhân. Câu D, kiểm tra cái lịch trình diễn của một cái nhà hát phải không nào? Thì chúng ta sẽ cùng dò xem Mr. Lin đề xuất điều gì nha. Dò tiếp bài số 2, bởi vì mình đang dò bài số 2 mà phải không nào? Rồi dò tiếp đi em. Không có phải không nào, đoạn số 2. Đoạn số 2 có từ recommendation nè em. Phía trước có từ gì đây? My personal recommendation, có nghĩa là cái lời đề xuất, cái lời đề nghị cá nhân của tôi á. Mà của tôi thì chính là ai vậy em? Của cái người gửi email, đó chính là ông Lin phải không nào? Vậy mình đọc câu này nha. Cái lời đề xuất, cái sự đề xuất cá nhân của tôi đó, đó chính là aquarium, cái chỗ này nè. Đọc cả câu luôn đi em. Đây nè, we hope that, chúng tôi hy vọng rằng á, bạn có thể sắp xếp
cái chuyến đi chơi, cái chuyến đi tham quan này nè, đến một địa điểm khác vào ngày thứ ba. Đề xuất của tôi đó chính là cái chỗ này. Vậy có nghĩa là ông ấy đề xuất việc gì vậy em? Là thay vì đến viện bảo tàng mà viện bảo tàng đang được tân trang, thì hãy đi đến một cái địa điểm khác, đó chính là Crescent Bay Aquarium, phải không nào? Vậy bây giờ em xem coi đáp án là câu nào nói về đi đến địa điểm ha. Đi đến địa điểm là có câu A, phải không em? Là đến một cái địa điểm được vận hành bởi cái tổ chức Tourism Ludlow. Vậy bây giờ chúng ta phải dò xem cái Crescent Bay Aquarium này có phải được vận hành bởi tổ chức đó hay không. Mà ở bài số 2 đó em thì không có tên tổ chức đó, phải không nào? Mình dò lên bài số 1 thử xem, bởi đây bởi vì biết đâu đây là cái dạng liên hệ. Bài nào mà có hai bài đọc thì mình phải để ý cái câu liên hệ nha em, rồi dò ở trên xem có cái tên tổ chức hay không nha. À có, phải không nào? Đây là cái organization nè, cái tổ chức du lịch Ludlow nè em. Cùng đọc câu này nha. To apologize for, để xin lỗi về cái sự bất tiện, những thành viên của chúng tôi sẽ nhận được, sẽ được gửi một cái phiếu giảm giá cho cái chỗ này nè, cái mà được vận hành bởi cái này. Ok, vậy câu A đúng không em? À, câu A là chính xác rồi ha, 179 câu A. Câu 180, Miss Smith rất có khả năng sẽ nhận được cái gì, về từ khóa chính là Miss Smith và receive, phải không nào? Đó là đáp án trước nha. Câu A, một cái deposit là tiền đặt cọc được hoàn lại. Câu B, một cái món đồ từ một cái cửa hàng quà tặng. Câu C, một cái pass là cái thẻ hay là cái vé của season, của một cái mùa ha. Câu D, một cái invoice hóa đơn sửa chữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem Miss Smith nhận được gì nha. Miss Smith là bài số mấy vậy em? À, bài số 2 phải không nào? Cùng dò nha. Rồi, câu cuối mình chưa dò, đọc luôn đi em. Nếu mà bạn muốn reschedule, sắp xếp lại cái chuyến đến thăm sau khi chúng tôi mở cửa lại đó, thì vui lòng hãy liên hệ tôi. Không có nói gì đến việc là bà Smith sẽ nhận được gì cả. Nhưng mà lúc nãy bài số 1 ở trên á, em có thấy cái chỗ này không? To apologize nè, để xin lỗi nè. Mình đọc câu này nha, tại vì câu này nó nói đến chuyện là nó sẽ gửi cái phiếu giảm giá cho thành viên nè. Em đọc cái chỗ này nha. Để mà xin lỗi cho cái sự bất tiện thì thành viên của chúng tôi á, sẽ được gửi cái phiếu khuyến mãi cho cái chỗ aquarium này nè, cái mà được vận hành bởi cái tổ chức này. Đáp án có phiếu khuyến mãi không em? Nhưng đáp án lại không có phiếu khuyến mãi, phải không nào? Vậy mình đọc tiếp thêm một cái nữa nha, xem có nhận gì khác hay không. Đây, meanwhile a free keychain, một cái keychain, cái móc khóa đó miễn phí từ cái cửa hàng souvenir, quà lưu niệm của chúng tôi á, sẽ được gửi cho mỗi cái vị khách hàng mà cái việc đặt chỗ trước của người đó bị hủy. Vậy bà ấy nhận được gì vậy em? Cái keychain từ cửa hàng quà lưu niệm, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào ha? À, câu B, phải không em? Đây nè, một cái món đồ, một cái mặt hàng, món đồ ở đây là chính là cái keychain ha, từ cái cửa hàng quà tặng, chính là cửa hàng quà lưu niệm, phải không nào? Vậy đáp án chính xác là câu B ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô Ken nha. Cùng dịch nào. Bài thứ nhất là một cái notice, cái thông báo ha. Special notice, thông báo đặc biệt từ museum, viện bảo tàng. Nautical là thuộc về hàng hải hay là thuộc về biển nha. Cô dịch là viện bảo tàng thủy sinh ha. Viện bảo tàng thủy sinh Ludlow. Cái ngày viết thông báo là 14 tháng 5. Chúng tôi rất là tiếc khi mà phải announce, thông báo rằng á, là cái viện bảo tàng thủy sinh Ludlow sẽ temporarily, là tạm thời ha, sẽ tạm thời đóng cửa để mà đón công chúng. This is because, đây là bởi vì á, cái material, cái chất liệu, cái vật liệu insulation là cách ly. Những cái vật liệu cách ly có nghĩa là những cái vật liệu cách điện hoặc là cách âm đó ha. Trong những cái bức tường của chúng tôi á, thì cần phải được replace là thay thế, được không nào? Replace, thay thế ha. To protect, để bảo vệ những cái objects, những cái đồ vật ở trong cái bộ sưu tập của chúng tôi á, trong suốt cái thời gian renovation là tân trang ha. Renovation, tân trang hay là cải cách tân trang, thì chúng tôi đã chuyển nhiều cái trong số chúng đến cái phòng storage, phòng lưu trữ ở tầng số 3. Từ hôm nào, next week, tuần tới đó, thì museum director, director có nghĩa là giám đốc ha, giám đốc của viện bảo tàng á, tên là Kenlin, sẽ meet with là bằng với từ discuss, gặp gỡ, thảo luận, bàn bạc ha, với cái board, cái ban trustees. Mình có từ trustee có nghĩa là ủy viên quản trị ha, ủy viên quản trị sẽ gặp gỡ thảo luận với cái ban của những cái ủy viên quản trị, có nghĩa là ban quản trị ha, và decide, quyết định xem vào cái ngày nào á sẽ làm reopening, mở cửa lại ha. Which will, cái này nè, thì sẽ được hy vọng, có nghĩa là cái ngày mở cửa thì sẽ được hy vọng là vào cuối cái mùa hè. If you would like, nếu mà bạn muốn receive, nhận được những cái updates, những cái cập nhật về cái progress, có nghĩa là tiến trình ha, progress, tiến trình của công việc của chúng tôi á, thì vui lòng hãy subscribe, đăng ký cái newsletter là bản tin ha.
hãy đăng ký cái bản tin điện tử của chúng tôi tại website này. To apologize for, để xin lỗi cho cái sự bất tiện á, thì những thành viên của chúng tôi sẽ được gửi một cái discount coupon, cái phiếu khuyến mãi cho Crescent Bay Aquarium. Mình có từ aquarium có nghĩa là công viên thủy sinh đấy. Mà cái công viên này nè cũng được operated, vận hành, hoạt động bởi cái organization, cái tổ chức du lịch Ludlow. Meanwhile, trong lúc đó đó thì a free keychain, một cái móc khóa miễn phí từ cái cửa hàng lưu niệm của chúng tôi cũng sẽ được gửi đến cho mỗi cái vị khách. Mà cái reservation là việc đặt chỗ trước nè, việc đặt chỗ ha, advance là trước nè, advance reservation, mà cái việc đặt chỗ trước của họ bị cancel là bị hủy. Thank you, cảm ơn cho cái sự thấu hiểu và thông cảm của bạn. Bài tiếp theo là bài email ha. Email này gửi đến cho bà Smith, gửi từ Kathleen, ngày gửi là 15 tháng 5. Chủ đề là closure, cái việc đóng cửa của viện bảo tàng. Attachment, cái tài liệu đính kèm đó là cái thông báo của Ludlow. Dear Miss Smith, my records, mình có từ records, danh từ có nghĩa là hồ sơ nha em, hồ sơ ha. Hồ sơ của tôi indicates là chỉ ra ha, hay là cho thấy, chỉ ra rằng á, bạn đã lên lịch hẹn một cái chuyến viếng thăm đến cái viện bảo tàng này nè vào thứ ba tới cho một cái nhóm senior citizens. Mình có từ citizens có nghĩa là công dân, senior là lớn tuổi ha, senior citizen là những công dân lớn tuổi, được không nào? Từ Sunshine Heights. Regrettably, mình có từ regret có nghĩa là tiếc á, thật đáng tiếc. The museum, cái viện bảo tàng phải close, đóng cửa để mà renovation, để mà tân trang. Tôi đã attach, đính kèm một cái thông báo về cái tình hình current là hiện tại. Tôi hy vọng rằng á, bạn có thể arrange, sắp xếp outing, một cái outing có nghĩa là cái chuyến đi chơi hay là cái chuyến tham quan ha. Outing, chuyến đi chơi, tham quan tại một cái site, một cái điểm khác vào ngày thứ ba. My personal recommendation, mình có từ recommendation có nghĩa là sự đề xuất ha, sự đề xuất, sự đề nghị hay là lời khuyên á. Lời khuyên cá nhân của tôi á là cái công viên thủy sinh Crescent Bay, nếu mà bạn muốn reschedule có nghĩa là sắp xếp lại cái lịch ha cho cái chuyến viếng thăm của bạn sau khi chúng tôi mở cửa lại á, thì vui lòng liên hệ với tôi vào thời điểm đó, được không nào? Rồi, ký tên ha, director, giám đốc. Câu 176, câu ai mình có từ exhibit có nghĩa là buổi triển lãm nha, buổi triển lãm, exhibit, buổi triển lãm. Câu bên mình có từ damage là cái sự tổn hại ha, hay là cái sự hư hại. Potential là tiềm năng hoặc là tiềm tàng, có nghĩa là có khả năng xảy ra đó em. Vậy cô biết câu dịch là gì? Để bảo vệ chúng khỏi những cái sự hư hại, tiềm tàng, có khả năng xảy ra ha. Câu C, restore là khôi phục lại ha, khôi phục. Để mà khôi phục lại những cái màu sắc ban đầu của chúng. Câu D, mình có từ drop có nghĩa là cái sự giảm sút ha. Drop là rơi xuống, rơi xuống có nghĩa là giảm sút ha, giảm sút. Ok, rồi có 177, câu C mình có từ operations có nghĩa là sự hoạt động ha. Từ này rất là hay gặp, động từ là operate, danh từ là operation, sự hoạt động. Mình có từ resume. Resume trong ngữ cảnh này có nghĩa là trở lại, bắt đầu lại ha, hay là bắt đầu lại, resume. Ok, rồi có 179, mình có từ performance có nghĩa là buổi trình diễn, buổi trình diễn ha, sự trình diễn, buổi trình diễn, sự trình diễn, được không nào? Performance. Có 180, câu ai mình có từ deposit. Deposit có nghĩa là tiền đặt cọc ha, tiền gửi hoặc là tiền đặt cọc, tiền đặt cọc. Rồi câu D mình có từ invoice là hóa đơn ha, hóa đơn, invoice, hóa đơn. Ok, câu 181 đến câu 185, bài này gồm có hai bài đọc. Bài đọc thứ nhất là một cái memo, thư báo nội bộ. Bài đọc thứ hai là một cái email ha. Câu 181, what is the purpose, cái mục đích của cái thư báo này là gì? Đối với dạng câu hỏi này đó, thì chúng ta đọc đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối ha. Đọc đáp án trước nào, câu A. To clarify, để làm rõ một cái sự thay đổi trong chính sách. Câu B, để announce, thông báo một cái vị trí việc làm đang tuyển dụng. Câu C, để answer, để trả lời một số câu hỏi. Câu D, để describe, mô tả, miêu tả một cái procedure là quy trình hay là thủ tục. Chúng ta cùng vào đoạn đầu của cái memo nha em. Là bài số mấy nào? À, bài số 1 phải không? Đây, một cái thư báo nội bộ của công ty gửi đến cho những cái người trưởng nhóm nè, gửi từ Helen, giám đốc của công ty này. Chủ đề là cái đánh giá nhân viên sắp tới. Đây là ngày gửi cái memo ha. Cùng dịch nào, although, mặc dù là nhiều người trong số bạn đã familiar with, là quen với cái process, cái quy trình này rồi,
Nhưng mà tôi muốn remind, nhắc nhở các bạn một số cái thông tin chi tiết concerning liên quan đến cái việc đánh giá hàng năm của chúng ta cho những cái nhân viên, cái mà sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 6. Vậy sau khi đọc xong thì mình biết cái mục đích của cái memo là làm gì vậy em? À, nhắc nhở bạn có nghĩa là nhắc nhở ai đây? Những cái người trưởng nhóm nè. Về cái gì em? Về cái this process, cái quá trình này nè. Mà quá trình này chính là quá trình gì em? À, quá trình liên quan đến việc đánh giá hàng năm cho nhân viên, phải không nào? Ok, vậy thì đáp án là câu nào vậy em? À, đáp án chính là câu D, phải không nào? Là để mô tả, miêu tả cái quy trình. Procedure là quy trình. Và cái từ procedure ở đây chính là cái từ gì ở trên bài đọc vậy em? À, nó bằng nghĩa với từ process, phải không nào? Process và procedure ha. Vậy đáp án chính xác sẽ là câu D, được không nào? Câu 182, what is mentioned, điều gì thì được đề cập về human resources staff? Vậy từ khóa chính là human resources staff ha, nhân viên phòng nhân sự. Đáp án trước nha em, câu A, họ sẽ gửi cái thông tin evaluation, đánh giá. Câu B, họ sẽ screen những cái applicants, những người nộp đơn, những người ứng tuyển á, vào tháng 5. Câu C, họ đã bắt đầu sử dụng cái software, cái phần mềm payroll mới. Câu D, họ đã cập nhật một cái dữ liệu về lương. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem human resources staff ở vị trí nào nha em. Giờ tiếp nha. À, câu tiếp theo đã có rồi phải không nào? Có human resources staff nè. Cùng đọc nha. Thứ hai tới đó thì nhân viên phòng nhân sự sẽ email cho bạn cái thông tin về mỗi thành viên trong đội nhóm của bạn, bao gồm cái ngày bắt đầu của họ tại công ty và những cái kết quả evaluation, đánh giá trong quá khứ của họ. Vậy có một cái đáp án nè, nó khá là giống với lại cái thông tin mình vừa đọc là đáp án nào vậy? Câu A phải không nào? Họ sẽ gửi những cái thông tin đánh giá. Họ có gửi thông tin đánh giá không? À, có phải không nào? Đây nè, mình coi lại nha. Là câu nào em? Nè, sẽ email cho bạn những cái thông tin về cái gì? Về hai cái. Thứ nhất là ngày bắt đầu tại công ty. Và thứ hai là kết quả đánh giá. Kết quả đánh giá chính là thông tin đánh giá, phải không nào? Vậy đáp án chính xác sẽ là câu A ha. Câu 183. According to, theo như Miss Malone, thì Miss Cullen á, có thể làm gì? Vậy từ khóa chính là từ nào vậy em? À, Miss Malone và Miss Cullen, phải không nào? Đọc đáp án trước nha, câu A. Interview, phỏng vấn những cái candidates, ứng cử viên tiềm năng. Câu B, sửa chữa những cái vấn đề về kỹ thuật hay là công nghệ. Hay câu C, respond to, phản hồi là những cái thư yêu cầu thông tin từ những cái managers là quản lý. Câu D, chấp nhận cái promotions, những cái sự thăng tiến của nhân viên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem Miss Malone và Miss Cullen ở vị trí nào nha em. Giờ tiếp bài số 1 xem có không nha. Đây, bà Cullen ở đây nè, phải không em? Đây nè, còn Miss Malone là ở đâu đây? À, là cái người mà gửi cái memo này, là giám đốc, phải không nào? Vậy chúng ta cùng dò cái câu, đọc cái câu mà có cái từ Cullen nha, chỗ này nè em. Rồi cùng đọc nào. For questions, nếu mà có bất kỳ câu hỏi nào hay là cái concerns, cái sự lo lắng, quan tâm nào á, thì get in touch, hãy liên lạc với bà Cullen ở cái bộ phận nhân sự này. Vậy bà Cullen đấy em có nhiệm vụ là phải làm gì đây? À, trả lời những cái câu hỏi hay là những cái quan tâm lo lắng của ai? Của cái người được nhận cái memo này nè em. Người được nhận là ai vậy? Team leaders, là trưởng nhóm, phải không nào? Vậy em có đáp án là câu nào nha? Câu nào là trả lời những câu hỏi? À, có phải là câu C phải không em? Thay vì trả lời thì chỗ này dùng từ gì đây? À, respond to là phản hồi, cũng là trả lời luôn nè. Những câu hỏi lo lắng chính là những cái inquiries, những cái yêu cầu thông tin, phải không? Từ managers, quản lý chính là team leader, trưởng nhóm, quản lý nhóm, phải không nào? Vậy đáp án chính xác sẽ là câu C ha. Câu 184, trong cái email thì cái từ figure ở đoạn 2 dòng 1 gần nghĩa với từ nào nhất? Là đáp án trước nha, câu A. Compute, hơi lạ để đó nha. Câu B, depict, cũng lạ luôn nè. Câu C, suppose, là cho rằng là, gặp rất nhiều rồi ha. Câu D, represent, là đại diện nè. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem figure ở trong cái ngữ cảnh nào nha em. Đoạn 2, dòng 2, đây phải không nào? Figure, cùng đọc nha. To figure, cô ấy deserve, xứng đáng một cái raise, một cái sự tăng lương vì là một cái thành viên valuable, rất là có giá trị hay là quan trọng trong đội của chúng tôi. Vậy theo em figure là gì? Mình cùng ráp vô cái đáp án mà mình biết nghĩ trước đi em. Câu C, trước nào suppose, cho rằng là, được không? Tôi figure, tôi cho rằng là cô ấy deserve, xứng đáng với một cái sự tăng lương vì là một cái thành viên rất là quan trọng trong đội, được không em? À, được, phải không nào? Còn câu D, đại diện thì nó hơi kỳ, phải không nào? Vậy đáp án sẽ là câu gì em? Câu C đấy em ha. Mình có từ figure sẽ bằng với từ suppose, nghĩa là cho rằng là hay là nghĩ rằng nha. Câu 185, what factor, cái nhân tố yếu tố nào thì làm cho Miss Barry ineligible, không có đủ điều kiện cho một cái raise, cái sự tăng lương. Vậy từ khóa chính là Miss Barry ineligible for a raise. Đáp án trước nha, cô A. Cái loại sắp xếp công việc mà cô ấy yêu cầu, cô B. Người mà cô ấy chịu trách nhiệm giám sát. Câu C, how long, cái khoảng thời gian á
mà cô ấy đã nắm giữ cái vị trí hiện tại. Cô đi cái thời điểm, cái thời gian mà cô ấy lần cuối hay là gần gần nhất á, đã được tặng bonus hoặc tiền thưởng hoặc là phần thưởng ha. Và chúng ta cùng nhờ từ khóa nha. Miss Derry, ineligible, erase. Câu cuối cùng rồi thì mình dò bài cuối cùng. Bài cuối cùng là bài số mấy em? À, bài số 2. Tuy nhiên, trong cái dạng mà có hai đoạn văn á, thì phải có ít nhất một câu á, là thuộc dạng liên hệ giữa hai bài. Mà lúc nãy giờ chúng ta đọc từ câu 181 đến câu 184 là chưa có câu liên hệ. Vậy chắc chắn câu 185 là câu liên hệ giữa hai bài. Bây giờ chúng ta sẽ dò bài số 2 trước ha. Và đọc không có thông tin thì chúng ta sẽ dò tiếp lên bài số 1, xem có chỗ nào liên hệ với bài số 2 hay không để tìm đáp án nha em. Rồi dò bài số 2 trước nào, xem có Miss Berry không. À, ở đây phải không nào? Từ đầu luôn, cùng đọc nha em nha. Tôi có một câu hỏi recording liên quan đến bà Sheila Berry, một trong những nhân viên mà tôi sẽ evaluating, sẽ đánh giá vào tháng 6 tới. Miss Berry á, thì làm công việc rất là tốt, rất là tuyệt vời, với cái vai trò là một cái kỹ sư phần mềm trong cái đội nhóm của tôi, và đã nắm giữ cái vị trí đó trong 2 năm. Tháng trước thì bà ấy đã awarded, đã được thưởng cái bonus và tiền thưởng cho cái việc hoàn thành xuất sắc hay là thành công cái phần, cái nhiệm vụ của cô ấy trong cái dự án 10 tuần. Chưa có đáp án phải không nào? Chưa có nói là lý do tại sao là không có được tăng lương ha, không đủ điều kiện để được tăng lương. Đọc tiếp nha. I figure, tôi cho rằng bà ấy deserve, xứng đáng cho một cái sự tăng lương, vì là một cái thành viên rất là có giá trị, quan trọng trong đội của tôi. Tôi tự hỏi liệu rằng tôi có thể request, yêu cầu một cái sự ngoại lệ cho Miss Berry trong trường hợp này không? Hãy cho tôi biết những cái bước mà tôi nên làm. Cũng như vậy, nếu có thể thì tôi muốn cho cô ấy một cái sự tăng lương lớn hơn, nhiều hơn cái giá, cái mức tiêu chuẩn. Vui lòng cho tôi biết á, là liệu rằng cái điều này có thể được chấp nhận hay không. Ok, vậy cũng chưa nói đến điều kiện luôn phải không nào? Vì chúng ta sẽ dò lên ở trên xem có ineligible erase hay không nha em nha. Chờ bài số 1 thử xem. À có nè phải không nào? Nó không có từ ineligible nhưng nó có từ gì em? Eligible. Vậy chúng ta đọc câu này nha em. Từ đầu luôn nè. Đầu đoạn này ha. If an employee, nếu mà một người nhân viên á, nhận được đánh giá tốt hay là tích cực. Đánh giá về performance là biểu hiện công việc đó em, hay là hiệu suất công việc có tốt, tích cực á, và vẫn has not, chưa có nhận được cái mức tăng lương hay là cái bonus tiền thưởng trong vòng 3 tháng gần nhất á, thì nhân viên đó sẽ đủ điều kiện cho tăng lương là 5.5%. Vậy để có đủ điều kiện tăng được 5.5% lương á, thì bà ấy phải đạt được điều kiện là gì vậy em? À là được đánh giá tốt nè, mà chưa có nhận được mức tăng lương hoặc là tiền thưởng trong vòng bao nhiêu? 3 tháng phải không nào? Vậy thì em xem nè, coi lại nè, Miss Berry có được đánh giá tốt hay không? Có đoạn này phải không nào? Rồi, bà ấy có được tăng lương chưa? Hay là có nhận được bonus không? À, lúc này chúng ta có dò rồi là bà ấy có nhận được bonus. Đây nè em, tiền thưởng nè. Tiền thưởng mà trong khoảng, có phải là khoảng 3 tháng không? Không. Last month, tháng trước là mới nhận rồi. Vậy bà ấy có đủ điều kiện không em? Không đủ điều kiện. Vi phạm cái chuyện là có nhận được bonus tháng vừa rồi là không nằm trong 3 months phải không nào? Vậy em nhìn đáp án không là câu gì nha? Câu gì nào? À câu đi phải không nào? Cái thời điểm mà lần cuối cùng bà ấy được nhận thưởng nó không nằm trong cái thời gian quy định. Vậy đáp án chính xác sẽ là câu câu đi ha. Đây là một dạng liên hệ nha em nha. Giờ nó sẽ hơi khó và hơi lâu một chút ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Cùng dịch nào. Bài đầu tiên là một cái memo, một cái thư báo nội bộ trong một cái công ty ha. To gửi đến all, tất cả những leaders, những người đứng đầu, những người lãnh đạo. Cái team là cái đội, cái nhóm đó. From gửi từ Helen Malone, CEO, giám đốc của công ty Daisy. Subject, chủ đề đó là evaluation. Danh từ evaluation có nghĩa là sự đánh giá ha. Sự đánh giá nhân viên upcoming sắp tới, ngày là 21 tháng 4. Although, mặc dù nhiều người trong số bạn đã are familiar with, mình có cầm be familiar with có nghĩa là quen với ha. Quen với. Đã quen với cái process, cái quá trình này rồi ha. Process là quá trình. Quá trình này có nghĩa là quá trình đánh giá nhân viên nên. Ok, nhưng mà tôi muốn remind, nhắc nhở các bạn về một số cái details, là thông tin chi tiết. Concerning là liên quan tới ha. Liên quan tới cái gì đây? Cái việc đánh giá hàng năm của chúng ta cho nhân viên, cái mà sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 6. Next Monday, ngày thứ hai tới đó, thì Human Resources Staff, mình có staff là nhân viên nè. Human Resources là bộ phận nhân sự đấy. Nhân sự ha. Nhân viên phòng nhân sự sẽ email cho bạn những cái thông tin về mỗi
các thành viên trong đội trong nhóm của bạn, including bao gồm cái ngày bắt đầu của họ tại công ty, và những cái đánh giá, những cái kết quả đánh giá trong quá khứ của họ. Take some time, mình có cụm take time có nghĩa là dành thời gian làm việc gì ha em? Dành thời gian để làm việc gì ha? Hãy dành một ít thời gian để mà review, là xem xét ha, xem xét. Xem xét cái thông tin này trước cuối tháng 5. If an employee, nếu một nhân viên á, nhận được cái evaluation, cái sự đánh giá, performance, có nghĩa là sự biểu hiện hay là sự thể hiện ha. Sự biểu hiện hoặc là thể hiện. Positive là tích cực hoặc là tốt. Tích cực hoặc là tốt, quy dịch lại nha. Nếu một nhân viên mà nhận được cái việc evaluation, cái sự đánh giá, biểu hiện trong công việc á, positive, tích cực hay là tốt, mà vẫn chưa nhận được cái raise. Mình có từ raise có nghĩa là sự tăng lương đấy, mức tăng lương hay là sự tăng lương ha. Mà vẫn chưa nhận được cái sự tăng lương, hoặc là bonus là tiền thưởng ha. Bonus, tiền thưởng. Tiền thưởng within, trong vòng 3 tháng gần nhất, thì cái nhân viên đó đó, be eligible for, mình có cụm be eligible for có nghĩa là đủ điều kiện hay là đủ tư cách làm gì ha. Đủ điều kiện hoặc là đủ tư cách để làm gì, thì cái người nhân viên đó sẽ đủ điều kiện cho 5% salary increase, là tăng lương luôn đấy. Tăng lương ha, sự tăng lương, mức tăng lương á. Mức tăng lương. Rồi, for questions, nếu có bất kỳ câu hỏi nào hoặc là concerns, là sự quan tâm lo lắng nào á, thì hãy get in touch with. Mình có cụm get in touch with có nghĩa là liên hệ hay là liên lạc ha. Liên hệ hoặc là liên lạc. Hãy liên lạc với Gail Cullen ở cái bộ phận nhân sự được không nào? Rồi bài số 2 nha. Bài số 2 là một cái email gửi đến cho Cullen, gửi từ Cardillon. Ngày gửi là 24 tháng 4. Chủ đề là assistant, có nghĩa là sự hỗ trợ nè em. Assistant là sự hỗ trợ, sự giúp đỡ ha. À, cần hay là yêu cầu cái sự hỗ trợ. Rồi, dear Miss Cullen, tôi có một câu hỏi regarding là gì em, liên quan tới, nó bằng với từ concerning ở trên á ha. Concerning, liên quan tới. Tôi có một câu hỏi liên quan tới bà Sheila Berry, một trong những nhân viên mà tôi sẽ đánh giá vào tháng 6 tới. Miss Berry á, thì đã thực hiện một cái công việc rất là tuyệt vời, tốt, với vai trò là một kỹ sư phần mềm trong đội của tôi, và đã held, mình có held là cụm ba của hold em. Hold có ba nghĩa, thứ nhất là tổ chức, thứ hai là nắm giữ, thứ ba là chứa, hai cái này có nghĩa là nắm giữ đen. Và đã nắm giữ cái vị trí đó trong 2 năm. Last month, tháng vừa rồi á, thì bà ấy đã được award, mình có động từ award là tặng thưởng nha em, tặng thưởng ha. Bà ấy đã được tặng thưởng, a bonus là tiền thưởng đó, cho cái việc hoàn tất rất là thành công cái phần việc của bà ấy trong cái project, là dự án. Dự án demanding, mình có từ demanding chỗ này có nghĩa là đòi hỏi nhiều sự cố gắng, đòi hỏi nhiều công sức đem, đòi hỏi nhiều sự cố gắng ha. Một cái dự án, một cái công việc demanding có nghĩa là đòi hỏi nhiều sự cố gắng, đòi hỏi rất là khắt khe, rất là cao trong vòng 10 tuần, được không nào? Rồi, I figure, mình có động từ figure có nghĩa là cho rằng hay là nghĩ rằng ha. Cho rằng là hoặc là nghĩ rằng là. Tôi cho rằng là, tôi nghĩ rằng là. Cô ấy deserve, mình có động từ deserve có nghĩa là xứng đáng ha. Xứng đáng. Xứng đáng. Bà ấy xứng đáng được một cái raise, là một cái sự tăng lương, vì là một cái thành viên rất là valuable. Mình có từ valuable tính từ là có giá trị hoặc là quan trọng ha. Quan trọng hoặc là có giá trị. Chứ này mình dịch quan trọng hay hơn ha. Vì đã là một cái thành viên rất là quan trọng trong đội của tôi. Tôi wonder, tôi tự hỏi liệu rằng tôi có thể request, yêu cầu ha, một cái exception là sự ngoại lệ ha. Điều ngoại lệ hay là sự ngoại lệ. Tôi có thể yêu cầu một cái điều ngoại lệ cho Miss Berry trong trường hợp này không? Chỉ cần cho tôi biết là những cái bước mà tôi nên làm là gì, nên thực hiện là gì. Also cũng như vậy, nếu mà có thể đó, thì tôi muốn cho cô ấy một cái sự pay increase, là mức tăng lương nè. Mức tăng lương, pay increase là mức tăng lương. Mức tăng lương, cho cô ấy một cái mức tăng lương larger, là nhiều hơn, nhiều hơn cái mức standard, là tiêu chuẩn ha, tiêu chuẩn. Please, vui lòng hãy cho tôi biết là liệu rằng điều đó thì acceptable, có thể được chấp nhận hay không ha. Acceptable, có thể chấp nhận. Ok, I appreciate, tôi đánh giá cao cái sự hỗ trợ của bạn, tôi rất là cảm kích cái sự hỗ trợ của bạn, được không nào? Rồi, ký tên ha. Câu 181, câu A mình có từ clarify là làm rõ. Làm rõ cái vấn đề gì đó ha, làm rõ. Câu B mình có từ job opening, hoặc đôi khi mình cũng thấy từ job vacancy nè.
có nghĩa là những cái vị trí công việc đang cần tuyển dụng ha. Job opening là job vacancy. Rồi, Koji mình có từ procedure là quy trình hay là thủ tục ha. Procedure, quy trình hoặc là thủ tục. Câu 182, câu B mình có từ screen. Screen danh từ có nghĩa là cái màn hình, ví dụ như màn hình TV hay là màn hình vi tính đó em. Screen danh từ là màn hình ha. Đậm từ screen có nghĩa là trình chiếu, ví dụ như là trình chiếu phim. Nhưng chỗ này đậm từ screen còn có một nghĩa nữa, đó chính là kiểm tra, thanh tra hoặc là sàng lọc ha. Vậy câu B mình dịch là gì nè em? Họ sẽ kiểm tra hay là sàng lọc những cái ứng cử viên vào tháng 5, được không nào? Rồi câu 183, câu A mình có candidates là ứng cử viên ha. Ứng cử viên, potential gặp rất nhiều là tiềm năng, được không nào? Câu D mình có từ promotions. Promotion có 3 nghĩa. Thứ nhất là thăng tiến, thứ hai là khuyến mãi, thứ ba là quảng cáo, phải không? Này cái này là sự thăng tiến ha. Đối với người là sự thăng tiến. Câu D có nghĩa là chấp thuận hay là chấp nhận cái sự thăng tiến của nhân viên, được không nào? Có 184 mình có từ compute, động từ là tính toán ha. Tính toán, compute, tính toán hay là ước tính. Compute. Rồi câu B mình có từ depict, có nghĩa là miêu tả hay là mô tả ha. Miêu tả hay là miêu tả, động từ luôn, được không nào? Rồi có 185 mình có từ ineligible là không có đủ điều kiện. Lúc nãy mình học cái từ trái nghĩa của nó là gì em? Eligible đó ha. Factor có nghĩa là nhân tố hoặc là yếu tố ha. Nhân tố hoặc là yếu tố. Rồi, có 185 có nghĩa là nhân tố nào, yếu tố nào thì làm cho Miss Berry không có đủ điều kiện cho cái sự tăng lương. Câu B mình có từ be in charge of là gì em? Phụ trách ha, chịu trách nhiệm về cái gì đó hay là phụ trách. Ok. Câu 186 đến câu 190, bài này gồm có 3 bài đọc ha. Bài đọc thứ nhất là một cái letter, một cái lá thư. Bài đọc thứ hai là một cái form đăng ký. Bài đọc thứ ba là một cái schedule, cái lịch trình. Câu 186, why, tại sao cái lá thư được viết? Đây là dạng câu hỏi mục đích của lá thư, chúng ta đọc đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối ha. Câu A, to raise, để nâng lên cái concerns, cái nỗi lo, cái sự lo lắng, có nghĩa là để nêu lên cái sự lo lắng về cái việc sử dụng park là công viên. Ok, câu B là để request, yêu cầu một cái sự extension, sự mở rộng, cái trail, cái đường mòn, đi bộ. Câu C, để propose, đề xuất một cái tuyến đường mới cho một cái địa điểm cắm trại. Câu D, để recommend, khuyên rằng động vật hoang dã thì phải được bảo vệ. Rồi bây giờ chúng ta cùng đọc đoạn đầu tiên của cái letter, cái lá thư bài số 1 thử xem nó nói về điều gì nhé. Rồi đây là ngày gửi lá thư hay là địa chỉ. To whom it may concern, gửi đến những người có liên quan nè. Ever since, kể từ khi tôi còn là teenager, là còn là thanh thiếu niên á, còn nhỏ đó, thì tôi đã đến cái công viên này nè để mà participate in, tham gia vào một số các hoạt động yêu thích của tôi. Trong lúc ở công viên, trong những tháng gần đây thì tôi đã witness một số cái thay đổi mà nó concern me, nó làm tôi lo lắng. Vậy lo lắng về cái công viên, đúng không nào? Lo lắng về công viên là đáp án là câu nào mình chọn được chưa? Câu A có nêu lên những cái nỗi lo lắng về cái việc sử dụng công viên, cũng có thể phải không nào? Còn câu B yêu cầu cái việc mở rộng cái đường mòn ra, cũng có thể luôn phải không? Tại vì lo lắng mà. Rồi đề xuất cái tuyến đường mới cho cái địa điểm cắm trại, cũng có thể. Rồi yêu cầu động vật hoang dã được bảo vệ, cũng có thể. Mình chưa biết được chắc chắn thì chúng ta sẽ đọc tiếp nha em. Đây nè, there used to be, đã từng có, a moderate number, một cái số lượng vừa phải của những người đến đây thôi, nhưng bây giờ công viên đã bắt đầu thu hút những cái đám đông rất là lớn trong suốt cái thời gian mùa hè, có nghĩa là cái số lượng người đến công viên nó đông lên rất nhiều ha. Với cái số lượng người nó tăng lên của cái khu vực, thì cái số lượng quy tắc, một số cái quy tắc, một số cái quy định luật lệ thì nên được giới thiệu, nên được đưa ra. Rồi, for instance, ví dụ như là tôi đã nhìn thấy rất là nhiều người leaving, rời khỏi cái trails, những cái đường mòn được đánh dấu gần đây. Có nghĩa là họ không đi theo cái đường mòn được đánh dấu mà họ đi qua những cái con đường nguy hiểm khác đó. Cho nên là tôi recommend rằng, tôi khuyên rằng á, tôi đề nghị rằng là bạn cần tạo ra một cái quy định là cấm người ta khỏi cái việc này. Có nghĩa là những người đi đến công viên họ đang làm cái việc trái với quy tắc, phải không nào? Là thay vì đi theo cái lối mòn được đánh dấu thì họ lại rời khỏi nè. Cho nên bây giờ là phải cấm họ làm như vậy. Vậy thì đáp án chắc chắn là câu gì rồi em? Đáp án chắc chắn là câu A rồi, phải không nào? Là nêu lên những cái sự lo lắng về cái việc sử dụng công viên, là họ sử dụng công viên không có còn đúng cách nữa ha, và ảnh hưởng đến cái sự an toàn. Câu 187, which rule, cái quy định nào á, cái luật nào á thì rất có khả năng là mới được chấp nhận bởi cái công viên này. Ok, em coi nào, đáp án là những cái rule 1, 2, 3, 4, thì chúng ta sẽ dò xem rule 1, 2, 3, 4 ở chỗ nào và xem cái nào là mới được chấp nhận nha. Bài số 1 có không em? Giờ tiếp xem.
À không có phải không nào? Bài số 2 thì sao? Bài đọc số 2. Những cái rule 1, 2, 3, 4 nào ở vị trí nào vậy em? À là ở đoạn này phải không nào? Có rule nè, rồi có 1, 2, 3, 4 nè. Vậy mình đọc cái chỗ này nha. Rồi những cái quy định, những cái luật là gì nào? Số 1 đó là không có được litter, là xả rác nè, vứt rác nè. Số 2, công viên thì sẽ mở cửa từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Những cái vị khách đến tham quan hay là đến công viên á thì phải trở lại cái văn phòng của công viên trước cái giờ đóng cửa. Và quy định số 2, quy định số 3 là gì? Luôn luôn đi theo cái lối mòn được đánh dấu. À lúc này chúng ta có dò một cái thông tin là về cái lối mòn đánh dấu phải không em? Nhìn lại nha, bài số 1 nè, đây nè. For instance, ví dụ là tôi đã nhìn thấy rất nhiều người rời khỏi cái lối mòn, cái đường mòn mà được đánh dấu gần đây, là họ đi theo những cái con đường không được đánh dấu. Những cái con đường đó thì có khả năng là nó nguy hiểm ha. Tôi recommend, tôi đề nghị, tôi đề xuất rằng là chúng ta là bạn á, là phải tạo ra một cái regulation, cái quy định mà nó cấm người ta làm cái điều đó. Vậy thì cái quy định mà về việc cấm người ta rời khỏi lối mòn là trước đây có chưa em? À chưa có phải không nào? Là ông ta đề xuất. Và bây giờ xuống bài số 2 thì nó có rồi nè, nó ở số 3. Và cái quy định mới được chấp nhận đó chính là số 3 phải không nào? Vậy đáp án chính xác sẽ là câu C ha. Câu 188. Theo như cái registration form, cái form đăng ký á, là bài số 2 phải không nào? À thì Miss Pearls được yêu cầu là phải làm gì? Phải từ khóa chính là Miss Pearls, được không nào? Đáp án trước nha. Câu A, hike, đi bộ cùng với một guide, một người hướng dẫn viên có giấy chứng nhận. Câu B, trả tiền đặt cọc để mà mượn một cái món đồ nào đó. Câu C, enroll in, ghi danh đăng ký vào những cái lớp học leo núi đá. Câu D, xuất trình những cái giấy tờ chứng minh nhận dạng tại cái trạm ranger. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem Miss Pearls ở vị trí nào nha em. Lúc này chúng ta đang dò bài số 2 phải không? Bài số 2 có Miss Pearls không nào? À có phải không nào? Đây nè, tên là Miss Pearls, bà ấy đang điền cái form đăng like để mà tham gia gì vậy em? Sports, những cái môn thể thao mạo hiểm phải không nào? Vậy mình cùng dịch từ đầu thử nha. Đây, please submit, vui lòng hãy nộp cái form này nè cho cái trạm ranger tại công viên này. Bạn sẽ được proceed, tiến hành thực hiện, bắt đầu á, chỉ khi mà cái đơn của bạn nó được chấp thuận bởi ranger on duty. Dịch tiếp nha. Visitors, những vị khách mà lần đầu á thì sẽ không có được tiến hành thực hiện nếu mà không có được đi theo hay là hỗ trợ, được đi theo hỗ trợ bởi một cái hướng dẫn viên có giấy chứng nhận. Lúc này chúng ta có đọc một cái đáp án là người hướng dẫn viên đó em, là chỗ nào? Đọc lại nha. À câu A phải không nào? Đây nè, là đi bộ cùng với một cái hướng dẫn viên có giấy chứng nhận. Vậy thì bây giờ chúng ta phải dò xem Miss Pearls có phải là first time visitors hay không phải không nào? Nếu Miss Pearls là first time visitors thì bà ấy bắt buộc muốn tham gia thì phải có hướng dẫn viên có giấy chứng nhận đi theo phải không nào? Vậy bây giờ mình dò xuống xem Miss Pearls có phải là người tham gia lần đầu hay không. Dòng này không có nói, dòng này có hỏi nè em. It is your first time visit. Đây có phải là cái lần đến đầu tiên của bạn hay không? Thì bà Pearls đánh dấu vào gì nè em? Yes. Vậy thì chắc chắn bà ấy phải được đi theo và hỗ trợ bởi một hướng dẫn viên có giấy chứng nhận rồi phải không nào? Vậy đáp án chắc chắn sẽ là câu A ha. Câu 189. According to the schedule, theo như cái lịch trình là bài số 3 ha, thì cái địa điểm nào á được đến thăm bởi hai nhóm vào ngày 19 tháng 10? Đáp án là những cái địa điểm phải không nào? Bây giờ chúng ta sẽ vào bài số 3 xem địa điểm nào được thăm, được ghé qua bởi hai nhóm ha. Nhìn qua cái bảng thì mình thấy được liền phải không nào, là cái từ gì đây em? Giant Swan được lặp lại hai lần nè. Name, tên người tham dự nè em. Đầu tiên là ông Hughes, còn người thứ hai, nhóm thứ hai là của ông Roberts phải không nào? Vậy đáp án chắc chắn là câu gì rồi? Câu A ha, quá dễ luôn. Câu 190, cái điều gì có thể được suy luận ra về Mr. Price? Vậy từ khóa chính là Mr. Price ha. Đáp án trước nào? Câu A, ông ta đã mua hiking poles tại một cái trạm ranger. Câu B, ông ta đã không có thông báo cho một ranger về cái sự vi phạm luật. Câu C, ông ta có lẽ đã trả một cái hình phạt về tài chính, có nghĩa là trả tiền phạt ha. Câu D, ông ta đã encounter, đã gặp phải, đã đối mặt với cái thời tiết inclement. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem Mr. Price ở bài nào vậy em? Câu cuối rồi, chúng ta dò bài cuối cùng ha. Đây phải không nào? Mr. Price đây. Dò ngay cái chỗ cái tên ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng đọc xem bài này nói gì về Mr. Price nha. À Mr. Price chính là vị khách mà tham gia vào những cái môn thể thao mạo hiểm vào ngày 19 tháng 10 phải không nào? Rồi, ông ấy á, reservation time, cái giờ đặt chỗ của ông ấy là từ 12:30 đến 5 giờ chiều. Địa điểm á, là Harlot Slope. Ghi chú là gì đây? Hiking pole rented, có nghĩa là ông ta thuê cái hiking poles. Mà câu A nói là gì em? Ông ta đã mua cái hiking poles luôn. Vậy thì câu A là sai rồi nè, phải không nào? Rồi, cái thời gian trở lại là 6:10. Rồi, đập tiếp câu cuối cùng nha. Note for staff, ghi chú cho nhân viên là đừng có quên
ghi lại cái thời gian mà những cái vị khách trở lại. Ok, vậy không có chọn được đáp án phải không nào? Vậy đây có rất có khả năng là câu liên hệ đó. Vậy thì em coi coi cái câu này có cái thông tin nào mà nó giống với cái bài ở trên không? À, có cái thời gian trở lại phải không nào? Lúc này chúng ta có dò một cái quy định á, một cái luật á, là cái thời gian trở lại á, em nhớ không? Chỗ đây nè, quy định số 2 á, cùng đọc lại chỗ này nha. Cái công viên thì mở cửa từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, cho nên nó là những cái vị khách nào phải trở lại công viên trước cái giờ đóng cửa, có nghĩa là trước mấy giờ vậy em? Trước 6 giờ. Mà ông Price trở về lúc mấy giờ? 6 giờ 10 là ông ta lố phải không nào? Mình đọc thử nè. Đây nè em coi nè, violators là những người vi phạm á, sẽ phải chịu một cái hình phạt là 30 đô. Vậy thì ông Price có bị phạt không em? À có phải không nào? Vậy thì em xem nè, đáp án là câu nào là phù hợp? À, câu C ha, ông ta có lẽ là phải trả một cái hình phạt về tài chính, là trả tiền á. Được không nào? Vậy đáp án là câu C ha. Sau bây giờ chúng ta cùng hệ thống là những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Cùng dịch nào, bài đầu tiên là một cái letter, một cái lá thư ha. Đây là ngày gửi lá thư nè, đây là địa chỉ. To whom it may concern, à, gửi đến những người mà có thể là có liên quan ha. Ever since, kể từ khi tôi còn là teenager, là thiếu niên, có nghĩa là kể từ khi tôi còn nhỏ đó, thì tôi đã đến thăm cái công viên này nè, để mà participate in, có nghĩa là tham dự vào ha, tham gia vào hay là tham dự vào, để mà tham gia vào một số cái activities, cái hoạt động yêu thích của tôi. Trong khi mà ở lại công viên trong những cái tháng gần đây á, thì tôi đã witness, mình có động từ witness có nghĩa là chứng kiến cái việc gì đó ha, witness, chứng kiến. Tôi đã chứng kiến một số cái changes, thay đổi mà nó concern me. Động từ concern có nghĩa là làm lo lắng ha, làm cho ai lo. Danh từ là có nỗi lo lắng, cái sự lo lắng. Còn động từ là làm cho ai đó lo lắng ha. Concern me, làm tôi lo lắng, được không nào? There used to be, đã từng có một cái con số moderate. Mình có từ moderate là vừa phải hoặc là điều độ ha. Vừa phải hay là điều độ. Đã từng có một cái số lượng vừa phải điều độ của những cái người đến đây, nhưng mà công viên á, bây giờ đã bắt đầu attracting, đã bắt đầu thu hút những cái đám người, những cái đám đông rất là lớn trong suốt những cái tháng hè, phải không nào? Rồi, with the growing popularity, mình có từ popularity có nghĩa là cái sự phổ biến ha, cái sự nổi tiếng á, với cái sự phổ biến nổi tiếng ngày càng tăng lên của khu vực, có nghĩa là nhiều người đến đây đó em, thì một số cái rules, là cái quy định, cái luật lệ nên được đưa ra áp dụng ha. For instance, ví dụ tôi đã từng nhìn thấy rất là nhiều người leaving, rời bỏ cái trails, là đường mòn ha, lối mòn, đường mòn á, trails. Có nhiều người rời bỏ cái đường mòn được đánh dấu gần đây. Đường mòn người ta đánh dấu sẵn để đi theo cái đó cho an toàn đó em, thì có nhiều người không thích đi đường đó mà đi đường khác, thì nó rất là nguy hiểm ha. I recommend, tôi khuyên rằng, tôi đề nghị rằng á, bạn nên tạo ra một cái regulation, là quy định hay là quy tắc ha, quy định, một cái quy định mà nó prohibit, mình có cái cụm prohibit somebody from doing something, có nghĩa là ngăn cấm ai khỏi cái việc gì ha, ngăn cấm ai làm cái việc gì á, ai khỏi cái việc gì ha, khỏi làm cái việc gì ha, prohibit somebody from doing something, ngăn cấm ai khỏi việc gì. Mà cái luật lệ đó, cái quy định đó, nó ngăn cấm người ta khỏi cái việc làm điều đó, có nghĩa là rời bỏ cái con đường mòn đánh dấu ha. Also cũng như vậy đó, tại cái khu vực mà leo núi đá đó, thì tôi thấy rằng có những cái người climbers, những người leo mà không có kinh nghiệm, đang cố gắng để mà đi những cái con đường challenging, là rất là khó và đầy thách thức ha. In order to, để mà prevent là ngăn chặn, prevent là ngăn chặn ha, để mà ngăn chặn accidents, có nghĩa là tai nạn. Để ngăn chặn tai nạn thì learners, những cái học sinh nên được monitor một cách cẩn thận. Mình có từ monitor có nghĩa là quản lý hay là giám sát ha. I also believe that, tôi cũng tin rằng là những cái người đến tham quan, đến công viên này nè, thì nên được require, được yêu cầu để mà fill out, điền vào cái permission forms. Permission là sự cho phép, permission form là giấy phép ha, điền vào cái giấy phép. In order to, để mà engage in, có nghĩa là tham gia vào ha, engage in cũng là tham gia vào luôn, để mà tham gia vào những cái hoạt động adventurous. Mình có từ adventurous là tính từ của danh từ adventure đấy. Adventure có nghĩa là chuyến phiêu lưu mạo hiểm ha, còn adventurous là phiêu lưu mạo hiểm đó, là những cái hoạt động phiêu lưu mạo hiểm, được không nào? Rồi, thank you for your time, cảm ơn bạn đã dành thời gian để mà đọc ha, ký tên. Bài đọc số 2. Bài đọc số 2 là một cái registration form, một cái form đăng ký cho những cái môn thể thao adventure, là mạo hiểm, phiêu lưu đó, tại công viên này. Please submit, vui lòng nộp cái form này nè cho
cái trạm rancher của công ty này. Mình có từ rancher đấy em, rancher nè, có nghĩa là cái người quản lý, cái người trông coi một cái khu rừng hay là một cái công viên ha. Ranger, người quản lý hay là trông coi một cái khu rừng, một cái công viên, thì người dùng từ ranger được không nào? You will be allowed, bạn sẽ được cho phép để mà tiến hành thực hiện, có nghĩa là tham gia vào cái môn thể thao mạo hiểm đó, chỉ khi nếu cái đơn của bạn á được approve, chấp thuận bởi ranger, là bởi cái người quản lý trông coi, on duty là trong cái phiên trực đó ha. On duty là trong cái phiên trực đó. First time visitors, những cái vị khách mà lần đầu á thì sẽ không có được tham gia, unless nếu mà không có accompany. Mình có từ accompany có nghĩa là đi cùng, hỗ trợ đấy, đi cùng ha, hỗ trợ. Cho nên là bị động á, nếu mà không được đi cùng hỗ trợ bởi một cái người hướng dẫn được certify, là được chứng nhận ha, vui lòng là hãy hỏi chúng tôi nếu mà bạn cần thuê bất cứ cái gear nào. Mình có từ gear, danh từ là dụng cụ ha, gear, dụng cụ. Rồi, name là bà Purse nè, đi cái nhóm 4 người ha. Ngày và thời gian đến là từ là 9:30 sáng ngày 19 tháng 10. Cái thời gian, cái khoảng thời gian á được dự đoán mong đợi của cái chuyến đi đến tham quan á là 6 tiếng. Đây có phải là lần đầu bạn đến đây hay không thì bà ấy điền vào yes ha. Rồi, những cái hoạt động được lên kế hoạch và địa điểm được lên kế hoạch nè. Rồi, có rock climbing là leo núi đá nè, là challenge wants, bà ấy không thích vào ha. Hiking đi bộ bà ấy thích vào. Cái địa điểm là Loy Peak, phải không nào? Còn cái địa điểm này thì bà ấy không thích vào ha. Mountain bike, đi xe đạp leo núi nè, thì có địa điểm này bà ấy cũng không thích vào ha. Rồi rules, những cái luật nè, những cái quy định nè. To keep in mind, mình có từ keep in mind có nghĩa là phải nhớ, phải chú ý ha. Những cái quy định, những cái luật lệ phải nhớ, phải chú ý. Số 1 là không có được litter. Mình có từ litter là vứt rác hay là xả rác đó. Không có được vứt rác, xả rác bừa bãi ha. The park, công viên sẽ mở cửa từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Những người khách đến tham quan á, thì phải trở lại cái văn phòng của công viên trước cái giờ đóng cửa. Số 3, always, luôn luôn là phải đi trên cái đường mòn được đánh dấu. Luật số 4 là gì? Không có được feed động vật hoang dã. Mình có động từ feed có nghĩa là cho ăn, cho động vật ăn ha, cho ăn. Không có được cho động vật hoang dã ăn, được không nào? Rồi, violators. Mình có violators là danh từ của từ violate. Violate động từ có nghĩa là vi phạm ha, vi phạm. Vi phạm. Violator danh từ có nghĩa là người vi phạm. Còn chỗ này mình có từ violations, danh từ luôn cũng có nghĩa là sự vi phạm ha. Một cái violators tuy ở là người vi phạm, còn violations danh từ là có nghĩa là sự vi phạm, được không nào? Quy dịch nào, những người vi phạm thì sẽ phải be subject to, phải chịu một cái fine là tiền phạt là $30. For assistance, để mà được assistance là hỗ trợ, giúp đỡ, hay là báo cáo cái violation, cái sự vi phạm về quy định của công viên thì hỏi gọi cái số này, được không nào? Rồi, cái số 3 là một cái schedule, cái lịch trình ha của cái công viên này, cái trạm người quản lý, phải không nào? Những cái vị khách sẽ tham gia vào những cái môn thể thao phiêu lưu mạo hiểm vào ngày 19 tháng 10. Đây, reservation time là cái giờ đặt chỗ nè. Cái địa điểm đến nè, tên nè, notes là ghi chú nè, thời gian trở lại nè, được không nào? Rồi, đầu tiên thời gian 7:45 đến 3:45 ha, thì là địa điểm là Giant Swan nè, ông Hills nè, nhóm là 3 người ha. Thời gian trở lại là 3:40. Rồi, nhóm tiếp theo là 8 giờ đến 10:15. Địa điểm là Zipper Descent. Người đi là Edwards. Ghi chú là gì đây? Xe đạp leo núi thì được thuê nè. Giờ trở lại là 11 giờ sáng ha. Rồi tiếp 11 giờ trưa đó. 9 giờ 30 đến 3 giờ 30 chiều nè. Loy Peak của Perth nè. Ghi chú accompany by, được đi cùng hộ tống bởi một cái hướng dẫn viên. Rồi nhóm 4 người. Giờ trở lại là 2 giờ 45 chiều ha. 11 giờ 15 sáng đến 4 giờ chiều. Giant Wands. Người đi là Roberts, nhóm 3 người, giờ trở lại là 3:55. Nhóm tiếp theo cuối cùng 12:30 đến 5 giờ chiều là Harlot Slope, người đi là Price. Hiking poles. Mình có từ hiking poles có nghĩa là cái gậy leo núi á. Gậy leo núi hay là gậy đi bộ đường dài thì nó sẽ có một cái đầu nhọn. Cái đầu nhọn đó mình dùng để khi mà mình leo núi hay mình đi bộ lên những cái chỗ dốc á, thì mình sẽ chống cái đầu nhọn đó xuống đất ha, thì nó sẽ giữ lại chống trơn trượt và chống té, được không nào? Người ta gọi là hiking poles, cái gậy leo núi ha. Gậy leo núi thì được thuê. Giờ trở lại là 6:10. Notes for staff, ghi chú cho nhân viên là do not forget, đừng có quên. Record là ghi lại ha, ghi lại, lưu lại, ghi lại hay là lưu lại. Ghi lại, lưu lại cái khoảng thời gian, cái thời gian, cái thời điểm mà những cái vị khách trở lại, được không nào? Có 186, câu ai mình có từ raise là nâng lên nè. Concerns là sự lo lắng,
mối lo. Vậy nâng lên cái sự lo lắng có nghĩa là nêu lên cái nỗi lo, cái sự lo lắng ha. Nêu lên nỗi lo hay là cái sự lo lắng, được không nào? Rồi cô B mình có từ extension có nghĩa là cái sự mở rộng ha, sự mở rộng. Rất là hay gặp. Câu 190, câu C mình có từ penalty có nghĩa là phạt ha. Hình phạt hoặc là tiền phạt á, phạt, hình phạt hoặc là tiền phạt ha. Penalty, ok. Rồi câu D mình có từ encounter. Encounter động từ có nghĩa là đương đầu, đối mặt. Đương đầu hay là đối mặt hay là chạm trán với gì đó ha. Thường là đương đầu đối mặt với những cái khó khăn á, người ta dùng từ encounter ha. Mình có từ inclement có nghĩa là khắc nghiệt, thường dùng cho thời tiết á, khắc nghiệt ha. Khắc nghiệt. Rồi, vậy câu D có nghĩa là ông ấy á, anh ấy đã phải đương đầu đối mặt với cái thời tiết rất là khắc nghiệt, được không nào? Inclement. Ok.